Park 5 tầng, nằm cách thành phố Gia Nghĩa 41 km, cách thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp khoảng 20 km. Mặc dù đang trong mùa khô, nhưng nguồn nước của thác vẫn còn rất dồi dào. Dòng thác hùng vĩ, hoang sơ và đẹp mê hồn, trải dài trên chiều dài khoảng 3 km, dàn thành 5 tầng bậc nên được gọi là thác 5 tầng. Thác 5 tầng vẫn chưa được UBND tỉnh cấp phép đầu tư du lịch cho bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào. Hiện thác 5 tầng vẫn được hộ ông Bùi Văn Sưởng ở xã Đắc Xin có đất canh tác nằm sát cạnh thác khai thác du lịch tự phát. Năm 2020, ông Sưởng cho trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan quanh thác và dựng các chòi làm nơi ăn, uống, nghỉ ngơi cho du khách. Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác 5 tầng đã được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của ông Sưởng cũng như nhân dân trong vùng là không biết thác 5 tầng còn giữ được nguồn nước hay không khi Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Thủy điện Đại An - Đắk Nông xây dựng Thủy điện Đắk Rờ Ké trên thượng nguồn cụm thác 5 tầng. Khách đến ở cái thác này, người ta đánh giá cái tiềm năng cái thác 5 tầng này quá đẹp, mà nó quá hùng vĩ. Mà trong khi đó là bây giờ mà cái tỉnh Đắk Nông chưa tận dụng để khai thác. Tôi có đất nhưng mà tôi không có nguồn lực để đầu tư. Thế thì các nhà đầu tư người ta muốn coi là đầu tư cái khu đất nhà tôi với cái thác này để người ta coi là mở khu du lịch, vui chơi, giải trí thác 5 tầng. Là họ rất e ngại cái thủy điện Đại An. Sau này thành công cái thủy điện rồi, thác nước này còn chảy như bây giờ hay là nó lại khô. Được biết, trước lo lắng của người dân và dư luận vì nguy cơ đập thủy điện Đắk Rờ Ké sẽ xóa sổ thác 5 tầng, danh thắng nổi tiếng của tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, năm 2019, tỉnh ủy Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu tạm dừng dự án để tiếp tục đánh giá những tác động có thể khiến cụm thác bị xóa sổ. Sau khi đánh giá lại, năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đồng ý tiếp tục cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đại An Đắk Nông khởi động lại dự án thủy điện trên thác 5 tầng. Ông La Lễ Phát, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đại An tỉnh Đắk Nông cho biết, phương án xây dựng thủy điện Đắk Rờ Ké sẽ không làm mất nguồn nước, mà ngược lại sẽ cung cấp cho thác 5 tầng lượng nước dồi dào hơn trước khi kênh chính trên suối Đắk Rờ Ké cộng với dòng phụ trên dòng Đạ Anh Công sẽ cấp nước về hồ chính để chạy máy. Nguồn nước trả về cho thác 5 tầng sẽ là 0,89 mét khối một giây và nhà máy sẽ không hoạt động trong 3 tháng mùa khô là tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Phương án mà được các sở ngành và Bộ Công Thương phê duyệt á, là công ty xây dựng là lấy cái nguồn nước của Đa Anh Công này để bổ sung vào cái thác 5 tầng để làm tăng thêm cái nguồn nước vào cái mùa khô và tăng thêm vẻ đẹp cho cái thác 5 tầng. Và đồng thời là đối với mùa mưa thì dòng chảy nó của dữ dằn của thác 5 tầng sẽ được nhà máy thủy điện chảy qua nhà máy là giảm bớt đi cái dòng chảy vào cái mùa mưa. Chính vì vậy cho nên là cái vẻ đẹp của thác 5 tầng nó sẽ được tốt hơn, đẹp hơn. Phương án xây dựng thủy điện Đắk Rờ Ké trên cụm thác 5 tầng của Công ty Cổ phần Thủy điện Đại An đã được các sở ngành của tỉnh Đắk Nông thẩm định, đánh giá, giám sát nhằm đảm bảo việc xây dựng thủy điện sẽ không làm mất đi một danh thắng nổi tiếng của tỉnh Đắk Nông để làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sau này. Ở thượng nguồn của cái thác thì có cái thủy điện Đại An được đầu tư ở trên đó. Tuy nhiên thì việc đầu tư nhà máy thủy điện Đại An thì đã được hội đồng thẩm định của tỉnh thông qua và nhà đầu tư thủy điện Đại An đã cam kết là đảm bảo vượt cái lưu lượng cái dòng nước so với thác 5 tầng hiện nay. Thì cái này về vấn đề này thì chính quyền địa phương luôn quan tâm theo dõi tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện Đại An cũng như là cái cam kết của nhà đầu tư. Ngoài ra những cái khuôn viên xung quanh của thác 5 tầng thì chính quyền địa phương hai xã Đắk Xin và Hưng Bình luôn quản lý theo dõi, cấm xây dựng sai phép, không phép và không đúng quy định. Được biết, ngoài xây dựng thủy điện Đắk Rờ Ké, Công ty Cổ phần Thủy điện Đại An cũng đã có văn bản xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu du lịch sinh thái để khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch thác 5 tầng trên diện tích khoảng 10 hectare. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông không chấp thuận vì cụm thác 5 tầng không nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Ngoài ra, đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, khu vực này được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm, chưa thể phát triển du lịch. Theo đánh giá, hiện trạng khu thác 5 tầng được đánh giá là rất đẹp, phù hợp để đầu tư xây dựng trở thành khu du lịch,
phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điểm vui chơi bổ ích cho người dân. Hiện tỉnh Đắk Nông đã đưa cụm thác 5 tầng vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.